sáng nha. Xin chào cả nhà. Lặn đi coi. Nay hôm nay mình tiếp tục đi cái đầu mà cái này xanh không trời. Đi lặn cống nữa. Nhí chơi đồ nó nổi không quên. Nhí chơi đồ mà đồ mở nổi. Dạ dạ. Con cá hả? Cá con cá. Bự, đúng bự rồi. Vô rộng đi. Vô rộng em trai. Nào nhỏ quá thả đi. Nào đi. Hả? Nào nhỏ quá thả đi. Mời một bắt. Ừ. Cống thất thủ rồi cả nhà ơi. Mình vô kinh mò kiếm cá phi nha. Cái cá phi nó chạy chạy nè. Hôm nay mình chặn chài thử mò thử coi. Mình sẽ chặn ở đây. Mình chặn chặn nhí cái mồi nhí kia mò lên. Ổng đang dí bên đây. Kê kìa, nó lên. Nó lên tới trên rồi. Hả? Nó lên, có phi lên. Có phi lên hả? Cái phi, cái phi rồi, chạy cái đâu? Cái đó, cái đó. Cái lên nữa đó. Chín giờ, chín. Chín giờ. Con. Đừng, nó đủ nè. Nữa rồi. Đừng. Ủa có ai làm gì mà đâu? Từ từ. Chín giờ vậy? Trời ơi, chút chảy nữa quên, hả? Quên, không lấy cái gọng xuống. Quên lấy cái gọng xuống quay. Nè, bỏ túi quần. Bỏ túi quần ơi. Ôi, ôi im. Bự không? Im. Đúng rồi, ăn cơm. Có ngồi ăn cơm cả nhà ơi. Tưởng là thắng thu rồi chứ. Thuộc. Trời ơi. Còn nữa thôi nghe ơi. Hai ba con nãy nó chạy lên nữa. Đừng nó chạy bên mấy anh kia nha. Đừng qua mấy anh kia đi. Nó rồi mà. Cá bự đó. Sát vô luôn anh Trầm ơi. Nào. Coi đây. Vậy. Đây. Đây đây cái gì nè. Đó. Rồi. À, nó chung vô rồi. Dạ. Chính là cái gì vậy? Cái gì? Cá phi. Ủa cá rô rô biển. Trời 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 ơi 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 ơi. Con này ngon lắm nghe cả nhà. Ngon không? Dạ dạ. Quay 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 chứ chậm nhí coi coi. Rồi cho cá rô hết. Ôi, ôi, cá rô biển. Con này nó béo một cái vậy thôi. Không chạy đây con nữa hả? Con đó đó. Em dính bây giờ. Mày chọc ổng cho ổng ngọ hả? Không ngờ mà dính cá rô. Cái gì anh Trầm? Cá sạc dục đi. Cá sạc dục đi. Hả? Hả? Bỏ túi đây. Bỏ vô hồ lô coi. Từ. Kéo ra. Hai cái hồ lô. Ôi ôi cái rô biển ngon lắm. Tạnh cái túi ra. Ừ. Ừ ừ. Ừ lủng cái quần đi. Chừng tụt quần nghe anh Trầm. Ừ. Nó lủng xuống giống giò tụi đè rồi. Kêu bò. Vì vô dính cá rô luôn. Chà này thì hên xui thôi. Cá này dễ gì nó đâu chà này. Cái dỗ lại chứ. Dỗ lại chứ. Có ở đó bùng bùng. Có cá sặc này. Lủng mà đẻ ơi. Hả? Im vậy. Chứ nào. Nó ngon. Mà chứ cá gì đây thì ngon. Cá gì mà ngon không thằng. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cái gì cái rô biển á. Rô biển cả nhà ơi. Rô biển cả nhà ơi, quá trời ơi. Ôi, cái con này nó giống 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 cá phi mà nó cũng giống giống cá rô nên người ta kêu rô biển nè. Quéo cực kỳ luôn. Con cá này. Quá đã rồi. Hàng hè hiếm á. Hàng hiếm. Vô kiểu này vô túi càng khôn nha. Túi càng khôn mà. Túi càng khôn. Bữa nay tưởng anh em mình không có video luôn cả nhà. Ừ. Sáng mà có con cám cát một tính thất thủ à. Nhí đang bắt cá vậy nè cả nhà. Có gì không biết. Dính chưa? Dính rồi. Dính rồi hả? Rửa rửa coi nhé, rửa coi. Trời trời, cá rô biển kìa. Chưa nhí. Hết hồn cá rô biển à. Rồi. Thứ này nó béo vừa gì. Ê. Cho nó vô chài nhí ơi. Quấn lại.
bỏ vô trong cái lồng chài á. Ừ. Nãy mình quên đem cái gọng xuống. Cái gọng xuống nữa. Đúng rồi đó. Nó lủi vô trong này. Nó lủi vô cái lồng này. Mình mò ở ngoài nữa nó phải lủi vô đây phải không? Nhí bường kìa. Quá tiếc vậy chứ. Đây thành quả của anh em mình nghe cả nhà ơi. Ba con cá rô biển à. Ồ nó ngon. Với hai em cà phê. Cái này anh em mình sẽ nướng mồi nha cả nhà. Đây. Cá phi. Phi nướng. Mần xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho nó lên dĩ thôi. Nướng mồi nha cả nhà ơi. Kích kích lên nè. Cho nó qua anh kia đi. Ok, hồi để mấy anh go. Cái này thì mình cặp vô đây. Con cá. Rùa biển trên mình hiếm hả anh Trầm ha? Hiếm. Trời ơi, biết lâu rồi mới thấy rùa biển. Lâu lắm rồi, ít lắm. Dùng nước ngọt mà có rùa biển. Chắc hồi nước mặn nó lên vô nó ở luôn á nha. Chắc vậy. Ừ. Nó ở kiểu như cá con cá nó vô. Cá con á, ừ, thời gian nó lớn. Tương tự như cá phi vậy ha. Cá phi. Rùa biển với cá phi nhìn thấy nó khác hết cả nha. Cái dãy nó giống cá rô mà cái hình nó ý vậy đúng rồi, cái hình thì giống cá phi nhưng mà nó bầu. Ừ. Đặc biệt cái là nó bầu, nó bầu tròn, nó bầu như cá rô mình vậy đó. Ừ đúng rồi, dạng bên cả nhà. Đồ, quá ngon rồi. Ngon không? Quá tuyệt rồi. Ô ừ. Nướng này mình không có đánh dãy nha cả nhà, mình nướng mồi á. Đã ngon rồi. Đã. Ôi ôi cái này. Ôi ôi. Ây da nóc. Ây da nóc. Nóng dữ thiệt chứ. Nóng vậy mới dính cá được. Nóng dữ thiệt. Quá ngon. Ôi coi nè. Ở quê vậy nghe cả nhà. À, ăn uống nướng mồi ha. Đơn giản ha. Đơn giản rồi. Mà ngọt dữ lắm à. Cho lên mâm nha cả nhà ơi. Chính rồi. Chuyện mưa tới cả nhà ơi. Không biết ăn kịp ở ngoài vườn không nữa nè cả nhà. Đây là bốc chạy nè. Nóng. Ôi. Cái bể kìa. Ủa mưa rồi. Mưa tới cả nhà ơi. Quá trời nó mưa. Nên mình vô nhà nha ơi. Gấp cá cá ra đi. Cả nhà ăn cá với anh em mình nha. Cả nhà ăn cá. Ai đi tính ăn ngoài vườn nha. Mà mưa quá mưa. Nên là anh em mình vô nhà. Con cá luôn trước đi. Mời cả nhà ăn cá. Cả nhà ăn cá nha. Ôi. Trứng cá rùa biển nó ngon lắm cả nhà. Em chấm với muối ớt chanh đường nha cả nhà. Còn gớt cái trứng rồi mời cả nhà cái với anh em nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Cái này chấm tủ cái gì nướng ngọn phải ăn bắp. Đúng rồi, nướng ngọn bắp ngon nha. Đũa không biết sao vậy mà cả nhà anh uống với em. Mời cả nhà uống với anh em một ly. Uống theo rồi. Ngon. Ngon quá. Ở nhà uống với anh đi nha. Mưa là làm mấy vụ cho hắm rồi. Để mà ăn. Chín rồi. Đó là tuyệt vời. Tuyệt vời ngon nha. Chúng tôi biển bé một cái luôn. Trời đẹp. Vô. Mày cả nhà. Còn gì bằng cũng ngọt. Đúng rồi.
không trứng cũng được. Thịt thì ngon. Trứng nó béo mà nó ngon. Chai cái gì mà vô. Vô cắm ớt, cá cắm mắm. Vô. Xin béo. Cá biển thịt ngọt béo ghê. Trứng. Quá trời đã. Cỡ dài rồi, chẳng tươi nha. Chúng ta vô. Mời cả nhà làm liên tiếp với anh em anh. Đầu rau thơm này vô ha. Đánh cái gì quết vô cái này cái kìa. Nước chanh đường mình thắng. Trên đây anh đồng anh cứu nước đó này. Có mặt không? Không mà cái gô biển này hiếm lắm á. Vô một đi. Quá ngon. Để gì? Nó trứng anh đừng nói. Nó béo mà anh nói vậy. Ủa anh ăn không á? Ờ. Bán hàng kìa hả? Bán hàng kìa. Anh giác. Như leo luôn đó nha. Quá hấp dẫn. Béo dữ thật chất. Béo ngậy luôn á. Chín chắn tươi luôn rồi đấy nha. Tính ra không chín không ha. Đúng không chín không à. Mưa nó kịp á. Quá đã. Mấy anh chồng uống chưa? Được. Mình đi. Đúng rồi, hết rồi. Rồi, anh uống đâu. Trước à? Trước đây. Ăn cái phao miệng. Mình ăn cái gì ngon á, cảm thấy cái miệng mình bị phao á. Tự nhiên kiểu cảm giác cái miệng đã cái miệng. Để ăn đi, ăn đi. Quá ngon nha mọi người. Thì cả nhà có cá làm như anh em mình ăn thử nha. Nên mình xin các bạn video tại đây. Nếu cả nhà có yêu quý anh em mình đó, nhớ cho anh em mình một lượt like và một lượt đăng ký nha. Để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.